Vòng 2 của mình thì nó khá là nhẹ nhàng nên hầu như là mình cũng không quay lại gì nhiều các bạn. Tuy nhiên vòng 3 mới thực sự là một sự thử thách. Vòng này thì mình đúng là gặp bạn Thái Dương. Thái Dương đã vô địch đơn nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ít nhất là 2 lần. Còn chính xác bao nhiêu thì mình không nhớ. Thoạt đầu thì nhìn cái lối đánh của bạn ấy có vẻ rất là đơn giản các bạn. Tuy nhiên thì vào trận đấu mới biết, thể lực của bạn ấy rất là bền, đẩy cầu cực kỳ khó và cổ tay không thể đoán được. Nên là hầu như mình bị bí chiến thuật khi đánh với bạn đó. Nghĩa là nhiều khi các bạn không biết phải đánh với một đối thủ như thế nào, và các bạn buộc phải chạy theo cái đường cầu của người ta. Người ta điều cầu khiến cho các bạn rơi vào thế bị động và dần dà bị người ta chủ động tấn công. Ngoài ra thì khi thi đấu, bạn Dương rất là tập trung và máu lửa. Có thể nói là bản lĩnh thi đấu của Dương tốt hơn mình rất là nhiều. Có những thời điểm mình dẫn điểm và duy trì thế trận cân bằng set 2 khoảng 14 đều. Tuy nhiên thì những điểm còn lại của trận đấu thì dường như đối thủ bung hết sức và tấn công dồn dập. Và bản thân mình không đủ nhanh để thích nghi với điều đó. Chúng ta hay gọi là bị xì các bạn. Vậy nên là mình đã thua trận đấu này. Có thể là ngoài yếu tố kỹ năng và thể lực thì còn một cái nữa gọi là tâm lý thi đấu nữa. Nếu đánh với những đối thủ yếu hơn thì tâm lý nó không thực sự quá quan trọng, bởi vì chúng ta lúc nào cũng thoải mái. Nhưng với những đối thủ ngang cơ hoặc là hơn trình của mình á, thì việc rèn luyện tâm lý lại cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta vẫn duy trì được tâm lý thoải mái và tự tin khi đánh với những đối thủ mạnh hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể thể hiện được hết khả năng của bản thân trong trận đấu đó mà không hề bị cuốn theo đánh của họ các bạn. Chứ nếu bước vào trận đấu mà đã mang tâm lý sợ đối thủ, thì việc chúng ta đã yếu hơn về thể chất, bây giờ còn yếu hơn về tinh thần nữa.